Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 4, Phạm Thức Auto xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là bên em lại có một cặp BMW 450C đẹp, xuất sắc và zin toàn tập, zin cả gân và trùng series. Trước tiên em xin phép được quay cái ngoại hình tổng thể sản phẩm cho anh em xem. Và mời anh em nghe luôn nhé. Hiện tại giờ em đang đánh với âm ly Jaguar 506N. Đây là em đang tháo ốc sẵn ra rồi này. Để sẽ quay ruột gan cho anh em xem. Ốc nha, ốc cũng zin nha, ốc trên đỉnh còn nha. Trên này chiếc bên R này, số series là 201-1519. Đây, made in China. Anh em xem kỹ hộ nhá, à, kỹ hộ. Nếu như nói mà nó không có một tí vết xước nào ấy thì cũng hơi khó. Không có đâu anh em ạ. Đây là hàng cũ chứ không phải hàng mới. Và dòng loa này là dòng loa nằm. Thế anh em biết là để nó độ đẹp được như này thì anh em nào làm trong nghề họ đều hiểu rằng là những cặp loa như này nó là quá xuất sắc rồi. Vì vậy lòng người nó vô đối lắm. Anh em nào mà chung kết được cặp loa này với cái ngoại hình em đang quay như này thì liên hệ đến bên em. Còn với em nó đẹp như này, nó là đẹp, không có sứt mẻ góc cạnh gì cả. Và đây là củ tép của nó. Đấy, tép của nó đây, China. Em dám cam kết với anh em, nếu loa không xịn không gì thì em biếu luôn anh em luôn, không lấy một xu nào luôn. Đây là ban này, gân zin này. Đây nha, đây là một đôi gân bắt 25. Nếu như anh em nào lấy đôi loa này, giá đợt trước thì em bán ra là 5,3 triệu. Đợt này mọi thứ cái gì nó cũng lên thì em xin phép được bán cặp loa này với giá là 5,4 triệu. 5,4 triệu cặp loa này. Nhưng có một điều, nếu anh em đây là 5,4 triệu là để nguyên gân như này và em tặng anh em cặp gân này. Còn nếu bắt bên em phải thay gân cho, có nghĩa là anh em nào cần phải thay gân thì anh em cộng thêm tiền thay gân là 200.000 nữa bên em mới nhận nhá. Còn nếu không, đây gân zin đây, không thay, đang đánh hoạt động hoàn hảo bình thường, tặng cho anh em cặp gân này về để secure. Muốn làm gì đấy là việc của anh em. Đấy thì em sẽ bán với giá 5,4 triệu. Còn nếu anh em nào mà cần em thay gân sẵn cho thì bên em xin phép bán với giá 5,6 triệu nhá. Đây, và bát đây. Đây, chưa lau chùi một tí gì luôn anh em nhé. Phần tần bên trong này em sẽ dán tem bên ngoài này và bên ngoài này cho anh em. Bát thì em sẽ dán bên trong. Đấy. Đấy nha.
Đây còn cái thùng loa bên này đây, L đây. Số seri đây, 1519. Trùng seri chưa? Đấy, chỗ này có một chút xước như này. Xước thôi chứ không mẻ vỡ nha anh em nhé. Rồi, lâu lắm rồi mới có một cặp. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại đây 0972192087, cảm phạm thức audio. Giá trên không bao gồm tiền cước và không bao gồm trả giá. Anh em nào chung kết liên hệ đến bên em. Thank you anh em đã xem video và phụ kênh của bên em.